Mặc dù là vậy các bạn thấy được là cái lòng tin ấy, đây là một điều rất là quan trọng tại vì các bạn thấy là mua một đồng nào các bạn cần phải có cái lòng tin Tại vì nếu như các bạn không có lòng tin ấy, thì chỉ cần một chút xíu thông tin thôi là các bạn đã lo sợ và lại muốn bán Tại vì các bạn không có lòng tin, các bạn không có nhiều cái thông tin cũng như là các bạn không có bỏ nhiều công sức ra để mà tìm hiểu sự thật Thì các bạn sẽ dễ dàng bị những cái thông tin phết này Tại sao lại có những thông tin phết này? Tại vì có người muốn đẩy giá một đồng nào xuống để mà thu mua. Đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn cho nên lòng tin rất là quan trọng. Thứ nhì nữa, đó chính là cái thời gian như thế nào. Tại vì nếu các bạn đã không có lòng tin mà thời gian ngắn hạn nữa thì sẽ dẫn đến những cái quyết định sai lầm. Cho nên thứ nhất các bạn cần phải lòng tin dẫn. Thứ nhì nữa các bạn cần phải có thời gian dài hạn. Và lòng tin vẫn đó thì các bạn có thể theo dõi kênh Thuận Capital hay là các bạn có thể tự tìm hiểu những thông tin nhưng mà cập nhật càng nhiều thông tin càng hiểu đó thì càng quan trọng để thường lấy cái ví dụ của Cardano hay là Solana mà để thường chỉ cho bạn thấy được là tại sao lại có lòng tin đến từ đâu và làm sao có biết được là có cái lòng tin trong những mạng lưới này mà không phải là những cái mạng lưới khác như là khi mà Cardano là một cái đồng nhỏ thì tại sao thường lại có lòng tin thời điểm đó thì các bạn phải nhìn vào nhiều cái khía cạnh khác nhau cho nên có nên mua Cardano để mà chuẩn bị cho camera hay không thì nếu như thời gian các bạn như một ngày mà thôi thì điều gì cũng có thể xảy ra không ai có thể nói trước được còn về việc có nên mua Cardano tích lũy lâu dài hay không thì đó là dựa theo lòng tin của các bạn như bạn có thể thấy được là Cardano bây giờ đó đã là đồng đứng hàng thứ ba rồi trước đây là một đồng nhỏ hơn bây giờ đứng hàng thứ ba rồi thì đi thu mua khi đó nội dài hạn như vậy đó thì có rủi ro hay không? thì có một điều thường muốn chia sẻ với các bạn đó là năm 2017 đó khi mà thường bắt đầu để ý đến ethereum đó để thường trở lại thời gian cho các bạn thấy là năm 2017 đó lúc mà thường quan tâm đến ethereum thì lúc đó ethereum đã ra đồng lớn thứ nhì rồi lúc đó giá của ethereum đó là đã lên tới cái mức là khoảng 10 đô cho đến 20 đô ở cái thời điểm năm 2017 rồi bây giờ các bạn thấy được là wow ethereum chỉ có 10 đô 20 đô thì nó quá rẻ nhưng mà trong cái năm 2017 đó là nhiều người không nghĩ như vậy tại vì trước đó một hai năm đó giá ether chỉ có mấy chục cent hay là một hai đô mà thôi mà bây giờ giá ether đã lên tới 10 đô hay là 20 đô hay là 30 đô rồi và đã đứng hàng thứ nhì rồi thì nhiều người nghĩ là họ đã lỡ mất cơ hội nhưng mà các bạn thấy được là tình hình sau đó thì như thế nào giá ether đã pump lên tới một ngàn mấy rồi lại đi ngược trở xuống thì các bạn thấy được là cho dù là các bạn thấy là Ether đó lúc mà trở lại cái đỉnh cũ đó là khoảng chừng là tháng 1 của năm nay Thì lúc đó là tư thì nhiều bạn cũng có thể nghĩ là bây giờ Ether đã tư rồi thì cơ hội còn đâu nữa Nhưng mà các bạn thấy được là kết quả như thế nào Ngay cả bây giờ giá của Ether đã có cái sự đi xuống rồi vẫn là mức là 3.300 đô Cho nên nhìn lại đó các bạn thấy được là mua Ethereum trong khoảng thời gian là 2-3 năm qua thì có cơ hội lời rất là nhiều chứ không phải là ít cũng giống như là bây giờ nhiều người nhìn vào những đồng như là Cardano hay là Solana hay là đồng bnb thấy tăng trưởng nhiều rồi thì lại có cái suy nghĩ tương tự như vậy nhưng mà trên căn bản ngay cả bitcoin cũng vậy các bạn thấy được là nếu như chúng ta trở về những cái thời điểm trước đây đó thì hầu như là phần lớn thời điểm các bạn mua bitcoin các bạn đều có lời hết mặc dù là bitcoin đã lòng đứng đầu rồi mặc dù là bitcoin đã có cái giá cao rồi tại vì các bạn thấy được là những lý do tại sao mà những năm này tăng trưởng mới là quan trọng và cái tiềm năng những năm này là như thế nào mới là quan trọng họ muốn thay thế cái gì và cái mạng lưới nền tảng sau này cái hệ sinh thái nó sẽ lớn bao nhiêu những cái đó mới là quan trọng và thực ra mà nói ngay cả bitcoin chúng ta thấy được là với giá hiện tại là 45.449 thì bitcoin tổng số vốn hóa chỉ có 855 tỷ mà thôi đối với thị trường tài chính đây là một cái phần trăm vốn hóa không nhiều cho nên khi chúng ta nhìn vào những cái altcoin á mà các bạn thấy được là Ethereum chỉ có 338 tỷ, chúng ta thấy được là đồng thứ ba là Cardano chỉ có 87 tỷ, chúng ta thấy đồng BNB thì chỉ có 63 tỷ, Solana chỉ có 53 tỷ mà thôi. Thì khi chúng ta nhìn vào những công ty các bạn thấy được là những công ty như là công ty Apple thôi thì tổng số vốn hóa bây giờ đã lên hơi 2.000 tỷ rồi. Các bạn có nghĩ là những cái nền tảng này có thể thu hút được nhiều tiền vào trong nền tảng này hay không khi mà họ muốn gây dựng cả một thị trường tài chính trên nền tảng của họ. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì trở lại, cái lòng tin á, các bạn cần phải thấy được là khi mà chúng ta nói tới Cardano, giờ thường nói tới dài hạn, tôi không biết nào mà cho các bạn biết được ngày mai tình hình như thế nào, thường chỉ chia sẻ dài hạn mà thôi. Cardano mặc dù là chưa có hợp đồng thông minh, mà Cardano đó đã đi từ dòng ở ngoài cái top 10 đi trở vào top 10 và bây giờ đứng hạng thứ ba mặc dù chưa có hợp đồng thông minh mà các bạn thấy được là cộng đồng đã có lòng tin như thế nào rồi cộng vào thêm đó nữa các bạn thấy được là một trong những yếu tố dẫn đến cái sự tăng giá lâu dài đó là cái yếu tố quan trọng nhất không gì khác hơn đó chính là cung và cầu thì phải có nhiều người họ có lòng tin lưu trữ token và không bán thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái nguồn cung không nhiều nhưng mà cái nguồn cầu càng ngày càng cao lên dẫn đến là giá cả tăng trưởng đó là cái sự tăng trưởng dài hạn và khi mà chúng ta nói tới là làm sao chúng ta biết được là có nhiều người lưu trữ Cardano và họ quyết định lưu trữ lâu dài đó chính là chúng ta nhìn vào một tài liệu là cái tài liệu liên quan tới Stake Cardano thì các bạn thấy được là Cardano bây giờ đó tổng cái số lượng ADA mà đang tham gia vào staking để hưởng lợi ích ấy, ngay cả kênh Thuần Capital cũng có hợp tác với lại một bạn và có một cái staking pool riêng cho Cardano đã hoạt động là hơn một năm rồi thì các bạn thấy được là cái số lượng stake bây giờ là 63 tỷ có nghĩa là khoảng 71,3% của tất cả đồng ADA đã stake rồi có nghĩa là những đồng này không có nằm trên những cái sàn giao dịch để mà trade tới chi lui nữa mà đã tham gia vào staking thì các bạn thấy được là đây là cái sức mạnh của cộng đồng bây giờ là đang stake là bao nhiêu đồng Cardano và ngay cả khi mà chúng ta thấy được là cái giá cả của Cardano đó đã có cái sự tăng chứng mạnh trong cái thời gian gần đây và các bạn cũng đã biết là một thời gian rất là dài người ta có thể mua được Cardano ở những cái mức là dưới 10 cent như là thông minh nhiều bạn tới bây giờ vẫn chưa có cái hiện tượng là Cardano bị xả rất là nhiều từ những cái holder lâu dài cho thấy được là lòng tin của cộng đồng vào Cardano như thế nào và thường chỉ nói về lòng tin mà thôi chứ còn tương lai đó Cardano có thực sự thành công hay không thì tự nhiên tương lai sẽ có trả lời thường chỉ nói được là lòng tin của những cái hodler của Cardano bây giờ như thế nào mà thôi thì các bạn thấy được là bây giờ tới 71% đã tham gia vào staking và một trong những đồng khác nữa các bạn thấy được là có sự tăng trưởng rất mạnh gần đây đó chính là Solana Thì các bạn thấy được là một trong những cái thông tin cho thấy được là Solana đó cộng đồng tham gia vào staking còn nhiều hơn cả Cardano nữa Lên tới là 74,7% là đã, đã tham gia vào staking rồi Cho thấy được là Solana cũng là một trong những cái đồng mà có cộng đồng rất là tin tưởng và tham gia vào staking rất là đông Càng nhiều đồng tham gia vào staking thì càng ít đồng có thể được truy tới truy lui Thì đồng nghĩa là cái nguồn cung trên những sàn giao dịch sẽ giảm xuống đây là những điều mà các bạn cần nên để ý đến là bây giờ đó ngay cả tính tới staking đó trước đây thì Cardano là đồng lớn đứng đầu trong cái phần trăm staking nhưng mà bây giờ đã có một cái đồng mới đó chính là Solana Stake còn nhiều hơn cả Cardano nữa đây cũng là một trong những cách các bạn có thể theo dõi mà quan sát coi coi là cộng đồng lòng tin như thế nào nhất là những lúc mà giá cả đó lên xuống giá cả lên đó mà staking vẫn cao nghĩa là cộng đồng vẫn tin tưởng và không muốn bán mặc dù giá lên và khi mà giá đi xuống đó, mà cái phần trăm staking không thay đổi nhiều cũng là lòng tin cộng đồng vẫn không quan tâm họ vẫn tiếp tục tin tưởng dài hạn cho nên tiếp tục staking. Và nói về staking đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu on chain như là chúng ta được lại premium đó thì đây cũng là một những cách nhìn tại sao mà thường thư hay chia sẻ với các bạn là cái số lượng ether ngày lại càng mất đi trên sàn tại vì đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy cộng đồng tin tưởng như thế nào. Và nhất là chúng ta nhìn vào cái số lượng ether mà đang được stake vào Ether 2.0 đó thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta mới vừa nhìn vào Cardano hay là chúng ta nói tới Solana thì stake tới 70 mấy phần trăm lần nhưng mà khi ta nhìn vào uh, Ether 2.0 đó thì stake chỉ có 6,45 phần mà thôi thì cái sự so sánh này đó nó không có phải là một với một tại vì sao tại vì thứ nhất là khi mà tham gia vào staking Cardano hay là Solana các bạn có thể unstake và các bạn có thể bán bất cứ lúc nào Nhưng mà tham gia vào staking trên mạng lưới của Ether 2.0 đó Thì bây giờ vẫn chưa có hoạt động bây giờ thì Ether 2.0 bây giờ chỉ có một cái địa chỉ để mà stake để mà lấy lợi nhuận mà thôi và khi mà đưa ether vào thì sẽ không lấy ra được cho đến khi nào mà có Ether 2.0 có nghĩa là nếu như mà Ethereum nó thất bại thì cái số lượng tiền các bạn gửi vào staking sẽ mãi không lấy ra được thì các bạn thấy được là cái 6.3% này là đại diện cho cái số lượng người trong đó có bản thân thuận trong đó nữa là có lòng tin đối với Ether 2.0 như thế nào có nghĩa là khó đồng tin tuyệt đối là sẽ có Ether 2.0 cho nên chấp nhận đưa vào stake mặc dù biết cái rủi ro là nếu như thất bại thì sẽ không lấy Ether ra được mà các bạn thấy được một đồng Ether bây giờ là đáng giá bao nhiêu tới 3.300 đô lần mà bây giờ các bạn thấy được là cái số lượng Ether tham gia vào staking mà không lấy ra được là lên tới là 7,57 triệu Ethereum, các bạn lấy 7,57 triệu Ethereum nhưng cho cái giá của Ether hiện tại thì các bạn sẽ thấy được là con số nó kinh khủng như thế nào. Đây là cái sự khác biệt giữa staking vào Ether hay là staking vào Solana hay là staking vào Cardano. Nhưng mà nếu như mà Ethereum nó staking dễ dàng lấy ra được thì mình nghĩ là các phần trăm staking nó sẽ tăng lên. À, bây giờ phần trăm này là đại diện cho cái số lượng người có lòng tin. Đây cũng là một cách các bạn nhìn thấy được lòng tin. Thì đây là một điều rất là quan trọng đó chính là các bạn có tin vào dự án đó hay không và các bạn nghĩ là cộng đồng lòng tin cao như thế nào các bạn phải nhìn vào nguồn cung có bao nhiêu người chấp nhận là lưu trữ dài hạn tham gia vào staking vân vân và đối với lại cái sự kiện liên quan tới bitcoin đó thì đương nhiên bitcoin không có staking tại vì đây là hệ thống đào thì các bạn cần phải nhìn vào cộng đồng của Bitcoin đó là như thế nào khi mà chúng ta thấy là những công ty lớn gần đây đó là họ đầu tư vào công ty đào thì đây là một trong những cái đầu tư dài hạn tại vì các bạn nên hiểu là khi mà đầu tư vào những cái xưởng đào đó thì đâu phải một số một chiều là lấy lại vốn đâu mà đây là sự đầu tư dài hạn đây cũng là một trong những cách mà các bạn nhìn vào những hệ thống đào xem coi cộng đồng có lòng tin như thế nào cũng như là chúng ta nhìn vào những tài liệu xem coi là có bao nhiêu Bitcoin rời khỏi sàn và một trong những công dụng của Bitcoin đó chính là lưu trữ như một tài sản Thì càng nhiều Bitcoin rời khỏi sàn đi vào ví cá nhân, đi vào ví chứa lạnh, lưu trữ lâu dài Thì càng cho thấy được là cái vai trò quan trọng của Bitcoin trong một cái danh sách đầu tư như thế nào cái vai trò của Bitcoin liên quan tới là một cái loại tài sản lưu trữ dài như thế nào Càng nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Càng ít Bitcoin trên sàn thì càng cho thấy được lòng tin của cộng đồng Và đây là điều mà chúng ta đã chứng kiến giống như thời gian gần đây Giá cả có thể là có cái xu hướng đi xuống sau đó đi hàng ngàn nhưng mà các bạn thấy được cái số lượng mình không rời khỏi sàn vẫn tiếp tục và vẫn tiếp tục cho nên các mà mình thấy cái đường màu xanh trên màn hình đi xuống như thế này thì nói tới đây đó ngoại trừ lòng tương ra các bạn cũng cần nên hiểu một điều là cho dù các bạn đầu tư vào allcoin nào ngoại trừ các bạn thấy đồng tin ra, các bạn thấy được tiềm năng ra, các bạn cần phải quan tâm đến đó chính là xu hướng của Bitcoin. Tại vì Bitcoin vẫn là cái đồng dẫn đầu bây giờ, các bạn thấy được là cho dù chúng ta có những cái altcoin có một số ngày không đi theo xuống của Bitcoin nhưng mà dài hạn những cái altcoin đều đi theo xu hướng của Bitcoin. Và cái lòng tin các bạn bây giờ đó phải có đó chính là các bạn có nghĩ là chúng ta tiếp tục cái mùa tăng trưởng này hay là không, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái mùa tăng trưởng dài hơn có thể là kéo dài từ cuối năm hay là thậm chí là qua năm 2022 hay là chúng ta đi vào siêu chu kỳ có thể là không có những cái mùa đông nữa mà sẽ có những cái đợt điều chỉnh mà thôi các bạn có lòng tin đó hay là không tại vì nếu như các bạn nghĩ là Bitcoin đã đi vào mùa đông rồi thì giá cả sẽ đi xuống thì những cái altcoin này thường hay chia sẻ với các bạn là sẽ không có đi lên cho mùa đông đâu mà khả năng là sẽ tiếp tục đi xuống theo Bitcoin và thậm chí đi xuống còn mạnh hơn nữa cho nên các bạn mà lưu trữ altcoin thời điểm này các bạn cần phải có cái lòng tin liên quan tới Bitcoin Tại vì nếu như mà Bitcoin không ổn Thì nhiên con này cũng không ổn đâu Và một điều khác nữa rất là quan trọng Là có thể nhiều bạn nghĩ là Nếu như mà Bitcoin bây giờ đi vào mùa đông Thì coi như là chúng ta có thể là tích lũy thêm ở những cái mức thấp Hay là coi như ta chờ đợi cho mùa tăng trưởng kế tiếp Nhưng mà không đơn giản như vậy Tại vì các bạn thấy được là trước khi chúng ta bước vào cái mùa tăng trưởng này đã có rất nhiều chữ đoán rồi và các bạn cũng đã biết là lòng tin của rất nhiều người trong đó có bản thân thận là khi mà chúng ta có giá cả đi xuống năm 2018 đó Thuận và rất nhiều bạn đã có lòng tin là giá sẽ trở lại và sẽ còn cao hơn nữa Và điều đó đã là sự thật năm 2020 trở lại cái mức cũ Phá mức cũ 20.000 đô lên thẳng tới 65.000 đô nhưng mà Tất cả những cái lòng tin đó, đó là dựa vào những cái mô hình mà chưa bị phá vỡ và những cái mô hình đó là những mô hình gì như là mô hình stock to flow vẫn cho thấy được là bitcoin sẽ tiếp tục tiến tới và đạt được 100 000 đô trong mùa tăng trưởng này các bạn thấy được những cái tài liệu như là tài liệu on chain của classno như là tài liệu nupl khi nào mà cái đường này chuyển thành màu xanh dương thì mới là kết thúc cái mùa tăng trưởng hay là chúng ta nói tới tài liệu pimotable những tài liệu mình thường thường hay chia sẻ với các bạn những tài liệu này vẫn chưa thấy được là chúng ta đã lập đỉnh của năm 2021 nhưng mà nếu như mà bitcoin bây giờ thực sự là đi vào mùa đông đó, thì sẽ như thế nào có nghĩa là những cái mô hình này đã không còn hiệu lực nữa sẽ dẫn đến là mức lòng tin đối với rất là nhiều người cho nên không đơn giản là như vậy nếu như mà bitcoin thực sự đi vào mùa đông bây giờ thì chúng ta cần phải xem xét lại những cái lập luận trước đây và cần phải điều chỉnh lại nhưng mà chúng ta nhìn chung đó, thì các bạn thấy được là Lý do tại sao mà các bạn tham gia vào thị trường crypto này Lý do tại sao các bạn lưu trữ Bitcoin Vân vân Thì chúng ta thấy được là tin tức mới nhất đó Là đây là tài liệu liên quan tới Janet Yellen Đó chính là bộ trưởng bộ tài của Hoa Kỳ Thì có một cái bài viết À, của The Hill của tựa đề là USA, Hoa Kỳ đang trên con đường vỡ nợ vào tháng 10 và bên dưới này đây các bạn thường được là một cái đoạn video ngắn thu lại đó chính là một người đại diện cho Hạ viện Hoa Kỳ nói là chúng ta không thể, chúng ta nghĩa là Hoa Kỳ không thể phá sản bởi vì chúng ta có khả năng in ra nhiều tiền thì chúng ta cần chi tiêu các bạn thường là mọi người vẫn chưa thức tỉnh, Bitcoin có lên, có xuống nhưng mà USD thì chỉ có một xu hướng mà thôi. Và đây cũng là cái lòng tin của nhiều người đối với thị trường crypto đó chính là liên quan tới lạm phát tiền sẽ tiếp tục và tiếp tục in không ai biết được tương lai như thế nào Đó là sự thật Nhưng mà các bạn có thể chẩn đoán được Dựa theo không phải là phân tích về khoa học Hay là phân tích về nền kinh tế Mà chúng ta cần phải nhìn vào Là một chuyện điều chúng ta có thể biết Đó chính là cái cách suy nghĩ của con người Và con người sẽ tiếp tục Và tiếp tục in ra tiền Tại đó là cái bản tính của con người Chúng ta cần phải phân tích dựa theo bản tính của con người Đó mới là quan trọng hơn Tại vì nếu như mà các bạn có thể dùng khoa học hay là dùng tài chính hay là dùng nền kinh tế để mà phân tích được tương lai đó thì những người mà thành công nhất và giàu có nhất trên thế giới này đã là những nhà kinh tế gia rồi. Họ không phải. Tại vì các bạn không thể nào mà chỉ dùng khoa học, dùng cái sự hiểu biết về nền kinh tế để mà phân tích tương lai được. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều người giỏi về kinh tế, giỏi về tài chính họ không có nhận ra được là cái tiềm năng bịch khôi như thế nào cho đến khi đã quá muộn đó là điều mà mình thường muốn nói với các bạn liên quan đến cái tình hình này nhưng mà khi mà chúng ta thấy À, cái tài liệu liên quan tới lạm phát tăng á thì các bạn thấy được có một điều thú vị xảy ra mà thường đã nhìn thấy được thì gần đây đó là phần trăm lạm phát tăng thì các tài sản khi mà cái thông tin lạm phát tăng á, thì theo lý là các tài sản như là bất động sản như là chứng khoán bitcoin vàng vân vân thì phải tăng giá theo nhưng mà ngược lại khi mà thông tin lạm phát tăng á thì các bạn lại thấy là các tài sản lại giảm giá tại vì sao? tại vì cái nhà đầu tư đó họ lo sợ là fed cục dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đó tăng lãi suất tại vì khi mà lạm phát tăng đó một trong những cách có thể là chống lại lạm phát đó chính là tăng phần trăm lãi suất tại vì tăng phần trăm lãi suất sẽ làm hạn chế nguồn tiền có thể được vay sẽ làm giảm đi nguồn tiền trên thị trường sẽ làm giảm đi lạm phát đây là cái hiểu đơn giản nhưng mà trên căn bản đó làm phát tăng như thường đã nói là tài sản theo lý là phải tăng theo trong thời gian dài hạn đó là sự thật nhưng mà ngắn hạn không phải biết được tại vì thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn cho nên lúc nào cũng khí các bạn đầu tư dài hạn tại vì dài hạn các bạn sẽ đưa ra những cái quyết định nó chính xác hơn là ngắn hạn à, giống như thường hay chia sẻ với các bạn đi nếu trường hỏi các bạn là tuần sau giờ này là bao nhiêu độ có mưa hay có nắng hay là thời tiết như thế nào gió sẽ ra sao thì các bạn làm sao mà chứng đoán chính xác được nhưng mà nếu hỏi các bạn là bây giờ là tháng 9 tại Cali thì tháng 12 các bạn nghĩ là tháng 12 là lạnh hay là nóng thì đương nhiên các bạn nói là tháng 12 Cali đương nhiên là lạnh rồi các bạn thấy được là thời gian dài hạn hơn thì các bạn có thể đoán chính xác hơn nhưng mà càng ngắn hạn thì các bạn sẽ chứng đoán càng không chính xác hơn cho nên lúc nào thường cũng khuyến khích các bạn đầu tư có tầm dài hạn và dùng những chiến lược như là trung bình giá để có thể là mua nhiều mức khác nhau đừng bao giờ all in cùng một lúc hết. Các bạn lúc nào cũng cần phải tính toán cái rủi ro và tính toán cái phần trăm đoán sai của mình.